Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh 1974 thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm bản tính. Thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển, hy vọng bạn có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Quý khán giả thân mến, theo tử vi học phương Đông chỉ rõ, bước vào đúng 7 ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người. Khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ, đây không chỉ là thời điểm giao mùa, mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Giáp Dần sinh 1974. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính đối với tuổi Giáp Dần, những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh. Đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 7 ngày tới này sẽ mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Giáp Dần phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn, đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của quý bản mệnh tuổi Giáp Dần trong vận trình đúng 7 ngày tới, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo. Mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé, để có cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của mình. Tuổi Giáp Dần sinh 1974 cầm tinh con hổ, đứng ở vị trí thứ 3 trong số 12 con giáp. Người tuổi Giáp Dần sinh 1974 thuộc mệnh thủy đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Những người tuổi Giáp Dần rất mạnh mẽ, dũng cảm và độc lập. Họ có lòng tự trọng cao và thích làm mọi việc một mình. Họ rất trung thành và thường giữ lời. Họ luôn có thể bảo vệ tốt cho bạn bè và giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Tuy với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm,
họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền, gia tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng gian dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều. Họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, trà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm không hề e dè, hay sợ sệt sẽ có những chú hổ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch. Mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những gì họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống, là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận, có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người, nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cò dậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ, cùng sức sống sôi nổi, lạc quan,
cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một thành thật giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Chéo ngược, tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Nam mệnh tuổi Giáp Dần, xem tử vi thấy rằng cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Bước vào đúng 7 ngày tới, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 mang đến nhiều thử thách cho những người tuổi Giáp Dần. Vốn dĩ người tuổi này luôn tự hào về bản thân bởi sự chính trực và khôn ngoan, nhưng đôi khi chính sự tự tin đó lại trở thành con dao hai lưỡi trong công việc và giao tiếp. Nếu không cẩn trọng, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào những tình huống rắc rối từ những chi tiết nhỏ mà bản thân không lường trước được. Những người xung quanh không hề phủ nhận năng lực của bạn, họ còn công nhận bạn là người tài năng đặc biệt với những gì bạn đã đạt được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn để sự kiêu ngạo lấn áp, thì thành công có thể sẽ không còn ở gần bạn nữa, thậm chí nó có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn bị cô lập, bởi những người xung quanh sẽ bắt đầu tỏ ra không hài lòng, dần dần xa lánh bạn. Sự tự tin là tốt, nhưng đừng biến nó thành sự kiêu căng khiến bản thân mất đi thiện cảm từ người khác. Thời điểm này, sự xuất hiện của đế vượng trong cung mệnh có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái tự tôn quá mức. Bạn cảm thấy mình là người xuất sắc nhất, dẫn đến việc các hoạt động mang tính chất nhóm hoặc tập thể sẽ không thuận lợi. Trong những tình huống như thế, bạn nên tập trung vào những nhiệm vụ mà bạn có thể phát huy hết khả năng cá nhân. Đó là cách tốt nhất để giảm thiểu những va chạm không đáng có và tận dụng tối đa ưu điểm của mình. Kiếp tài cũng mang theo những tác động tiêu cực, khiến người tuổi Giáp Dần gặp nhiều sóng gió. Trong thời điểm này, những tin đồn thất thiệt, thông tin tiêu cực có thể đến dồn dập khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn luôn có một trái tim mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục trước khó khăn. Tinh thần kiên định này chính là điểm tựa giúp bạn vượt qua mọi thử thách, chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh. Về mặt tài chính, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng để bạn cho vay mượn. Dù bạn có khả năng tài trí vững vàng, hãy giữ kín điều đó. Nếu để người khác biết về tài sản của mình, có thể sẽ phát sinh lòng tham từ những người xung quanh. Hãy thận trọng và chỉ nên chia sẻ những gì cần thiết, tránh những phiền toái không đáng có từ sự quan tâm quá mức của người khác. Trong thời điểm này, hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và lòng bao dung là hai yếu tố quan trọng giúp bạn giữ được sự bình an trong tâm hồn và hài hòa trong các mối quan hệ. Như lời dạy của Đức Phật, ai biết được chính mình mới là người khôn ngoan. Đừng để những thành công nhất thời khiến bạn quên đi sự quan trọng của lòng khiêm tốn. Thay vì khẳng định bản thân bằng cách tranh thắng, hãy học cách lắng nghe và hiểu người khác. Khi bạn biết chia sẻ và bao dung, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và bạn sẽ tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Sức khỏe của bạn trong thời điểm này cũng không được tốt, phần lớn là do căng thẳng kéo dài mà bạn chưa xử lý dứt điểm. Với tính cách hay ôm đồm quá nhiều việc, bạn tự tạo ra áp lực cho chính mình, dẫn đến cơ thể trở nên quá tải. Để giữ gìn sức khỏe, bạn cần học cách buông bỏ,
Chia sẻ bớt gánh nặng với những người xung quanh và đừng cố gắng gánh vác mọi việc một mình. Đúng 7 ngày tới này, dù có gặp phải bao nhiêu thử thách, hãy luôn giữ tâm an và tin rằng sau mỗi khó khăn đều có cơ hội cho sự trưởng thành. Tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp bạn vươn tới những thành công mới. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới. Thử thách đến từ chính bản thân của người tuổi Giáp Dần, bước vào giai đoạn có nhiều biến chuyển không hoàn toàn thuận lợi, nhưng cũng đầy cơ hội nếu biết nắm bắt. Vốn dĩ bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và luôn tập trung cao độ trong công việc, nhưng chính sự tự tin và bản lĩnh của bạn lại đôi khi trở thành rào cản. Khi làm việc chung với người khác, sự đề cao bản thân quá mức vào việc xem nhẹ ý kiến đến từ xung quanh có thể khiến bạn vấp phải những mâu thuẫn không đáng có trong thời gian này. Điều quan trọng nhất là bạn phải học cách điều tiết, tránh những căng thẳng và xung đột. Sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn biết giữ sự cân bằng giữa công việc cá nhân và tinh thần hợp tác. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng đúng là tốt và không phải lúc nào cũng đối đầu là giải pháp. Đôi khi sự nhún nhường và biết chấp nhận ý kiến từ người khác lại là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công lớn hơn. Đúng 7 ngày tới này, sự hiện diện của Thiên Đức Hung Tinh là một dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn, bao gồm cả tranh chấp thị phi và thậm chí có thể là kiện tụng. Đây là thời điểm bạn cần giữ bình tĩnh và khiêm tốn hơn bao giờ hết. Nếu có bất kỳ căng thẳng nào nảy sinh, đừng ngại thừa nhận lỗi lầm của mình và xử lý sớm để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Một thái độ khiêm nhường và ôn hòa sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, tránh những thiệt hại không đáng có. Với những ai đang điều hành, công việc kinh doanh thời điểm này có thể mang đến không ít thử thách. Các kế hoạch có thể không diễn ra suôn sẻ như mong đợi và bạn sẽ cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy nhiên, điểm mạnh của người tuổi Giáp Dần là tinh thần chiến đấu không lùi bước. Bạn không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt và đương đầu với mọi trở ngại. Điều đó sẽ giúp bạn trụ vững bất chấp những trở ngại tạm thời. Năng lượng của thời điểm này mang đến cho bạn cảm giác nặng nề, như thể mọi thứ đang dồn ép và làm bạn muốn thu mình lại. Nếu bạn cảm thấy cần phải tách biệt, tránh xa những cuộc tranh luận và dành thời gian cho bản thân, đừng ngần ngại làm điều đó. Hãy tin vào trực giác của mình, bởi trái tim bạn đang chỉ lối cho bạn tìm đến những giải pháp tĩnh tâm và lắng nghe bản thân nhiều hơn. Trong công việc, bản mệnh của có đủ khả năng để tự mình xử lý mọi việc, nhưng chính vì sự thiếu lắng nghe này mà các hoạt động nhóm hoặc sự hợp tác với đồng nghiệp trở nên kém hiệu quả. Đôi khi việc cùng người khác làm việc không chỉ để hoàn thành công việc mà còn để học hỏi và phát triển từ những góc nhìn mới. Hãy mở lòng hơn một chút, bạn sẽ nhận ra có nhiều cơ hội mở ra từ những mối quan hệ tưởng chừng không mấy quan trọng. Như Đức Phật đã dạy, ai lắng nghe người ấy sẽ được mở rộng tâm hồn. Trong thời điểm này, điều quan trọng không chỉ là thành tựu mà còn là cách bạn đối xử với người khác trong hành trình đạt được nó. Lòng khiêm tốn và sự cởi mở với ý kiến từ người khác sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và cũng là chìa khóa để giữ vững sự nghiệp lâu dài. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi thử thách trong cuộc sống đều là bài học, và trong thời điểm này, bạn không chỉ học cách đối diện với khó khăn từ bên ngoài mà còn là cơ hội để nhìn lại và vượt qua những hạn chế của chính mình. Khi bạn học cách điều tiết, kết tội và đặt lòng kiên nhẫn vào mỗi hành động, thành công sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải tranh giành hay đấu đá. Xét về phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Tài lộc của người tuổi Giáp Dần gặp phải không ít thách thức và khó khăn. Sự xuất hiện của tương phá trong cung mệnh dự báo về những vấn đề tài chính có thể xảy ra do bản mệnh quá tự tin vào bản thân, thậm chí là kiêu ngạo, dẫn đến việc không thừa nhận những sai sót của mình. Sự chủ quan này có thể khiến bạn đối diện với những tổn thất không đáng có. Những quyết định tài chính thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng hoặc không được cân nhắc cẩn thận có thể dẫn đến thất thoát tiền bạc trong giai đoạn này. Khi gặp phải vấn đề về tài chính, điều quan trọng nhất là bạn phải tỉnh táo và xử lý vấn đề ngay khi nó vừa xảy ra. Hãy khoanh vùng những rắc rối tài chính để chúng không lan rộng và gây thêm thiệt hại. Đừng để cảm giác tự mãn khiến bạn lơ là trong việc quản lý tiền bạc. Hãy rút ra những bài học từ các sai lầm để tránh đi vào vết xe đổ. Thêm vào đó, tuổi Giáp Dần nên nhắc nhở bản thân luôn cẩn trọng trong mọi tình huống,
Đây là thời điểm quan trọng để bạn nhận ra rằng dù có khả năng kiếm tiền giỏi đến đâu, nếu không biết giữ gìn, tài lộc rồi cũng sẽ trôi tuột khỏi tay, giống như câu nói của cha ông, dù có núi vàng, nếu không biết tiết kiệm thì núi cũng mòn. Đây chính là bài học đắt giá về quản lý tài chính mà bạn nên ghi nhớ. Những người tuổi Giáp Dần có khả năng kiếm tiền khá nhanh chóng, nhưng việc quản lý tài chính khôn ngoan lại là điều quan trọng không kém. Hãy tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Thay vì chi tiêu một cách bốc đồng, bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích. Nhưng đừng để những quyết định chi tiêu nhất thời làm ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong tương lai. Đặc biệt tránh việc bỏ ra một khoản tiền lớn mà không có sự tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, thời điểm này bạn có thể cảm thấy sự hấp dẫn từ các cơ hội đầu tư. Tuy nhiên hãy cẩn thận, đây không phải là thời điểm thích hợp để dốc toàn bộ tài sản vào bất kỳ lĩnh vực nào dù bạn có mong muốn đầu tư. Hãy bắt đầu với những dự án nhỏ giúp bạn vừa có thể thực hành, vừa tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về lĩnh vực đầu tư trước khi quyết định dồn tiền vào. Đừng để sự hấp dẫn của những lợi nhuận ngắn hạn khiến bạn mạo hiểm tất cả mà không lường trước rủi ro. Trong bối cảnh tài lộc biến động của đúng 7 ngày tới này, bài học về trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phật dạy rằng, người có trách nhiệm luôn biết rõ và tỉnh thức trước mọi hành động, suy nghĩ của mình. Việc quản lý tài chính cũng giống như vậy, bạn cần tỉnh thức trong mọi quyết định. Đừng để những cảm xúc nhất thời hoặc lòng tham làm mở lý trí tuệ. Khi biết dừng lại, suy ngẫm và hành động một cách khôn ngoan, bạn sẽ tránh được những rủi ro không đáng có. Thời điểm này là lúc để bạn nhìn lại cách mình quản lý tài chính, từ đó điều chỉnh lại hướng đi để tương lai luôn ổn định và bền vững. Dù có đối diện với những khó khăn, hãy nhớ rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này sẽ mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Giáp Dần cải thiện và hàn gắn tình cảm nhờ vào sự tương sinh của ngũ hành. Những mối quan hệ trong cuộc sống, tình cảm của bạn dù đã qua nhiều thử thách hay sóng gió đều sẽ có cơ hội tốt hơn để được thấu hiểu, hòa giải và làm mới. Đây là thời điểm bạn cần học cách hạ thấp cái tôi, gạt bỏ tự ái và thừa nhận rằng đôi khi bạn chưa thực sự giỏi trong việc giao tiếp tình cảm. Những lời nói vô tình có thể đã làm tổn thương người bạn yêu thương. Và giờ đây là lúc bạn cần tập trung vào việc chữa lành nếu bạn đã có một mối quan hệ ổn định. Thời điểm này là cơ hội để củng cố và xây dựng lại nền móng cho tình yêu của hai bạn. Đừng ngại ngần mà hãy mở lòng nhiều hơn, trao đổi một cách chân thành với người bạn đời. Hãy để đối phương biết rằng dù bạn có vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng trong lòng vẫn rất cần sự quan tâm và thấu hiểu. Việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và khó khăn trong cuộc sống không chỉ giúp bạn giải tỏa mà còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa hai người. Đối phương dù đôi khi im lặng, thực sự có thể là người mang đến cho bạn những lời khuyên giá trị, những góc nhìn khác biệt giúp bạn vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống. Hãy tin tưởng vào sự đồng hành của họ. Đừng ôm đồm mọi thứ một mình. Việc mở lòng sẽ là bước đầu tiên để hâm nóng lại tình yêu, đưa mối quan hệ của bạn lên một tầm cao mới, nơi không còn chỗ cho sự cô đơn hay bất đồng. Còn đối với những ai vẫn đang đơn côi, thời điểm này có thể không mang lại cho bạn nhiều sự phấn khởi trong chuyện tình cảm. Bạn có thể cảm thấy không quá hứng thú với việc mở rộng các mối quan hệ hay tìm kiếm những cơ hội mới. Thay vì tham gia các hoạt động xã hội như bạn bè, bạn lại thấy thích thú với việc dành thời gian riêng tư ở nhà đọc sách hay thực hiện những thú vui cá nhân. Điều này không có gì sai cả, bởi thời gian này có thể là cơ hội để bạn tập trung vào bản thân, lắng nghe cảm xúc và nhu cầu thật sự của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới, hãy cân nhắc việc bước ra khỏi vùng an toàn. Đôi khi hạnh phúc không đến từ sự thoải mái, mà là từ việc bạn cho phép mình trải nghiệm những điều mới mẻ, gặp gỡ những con người mới. Đừng khép mình quá lâu, vì điều đó có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội, tình yêu đáng quý trong tương lai. Trong Phật giáo, việc lắng nghe sâu là một bài học quý giá. Người tuổi Giáp Dần nên áp dụng điều này vào trong tình yêu của mình. Lắng nghe không chỉ để hiểu người khác, mà còn để hiểu chính mình. Khi bạn biết cách lắng nghe một cách chân thành, mọi khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ, sự đồng cảm sẽ tăng lên và tình yêu sẽ được nuôi dưỡng bền lâu. Có thể trong quá khứ, bạn đã từng có xu hướng muốn kiểm soát mối quan hệ, muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nhưng giờ đây hãy để trái tim bạn mở ra, lắng nghe đối phương nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận,
Điều đó không chỉ giúp bạn tránh được những đánh giá chủ quan mà còn làm cho tình yêu trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Hãy nhớ rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm, cách thức để yêu thương và hòa giải, học cách thừa nhận sai lầm. Đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ để hàn gắn lại mối quan hệ đã dạn nứt. Hãy bỏ qua cái tôi và hãy chân thành trong từng lời nói, hành động của mình. Thể hiện sự quan tâm, dành thời gian nhiều hơn để ở bên người bạn yêu thương. Một cái nắm tay, một lời hỏi hà đôi khi có thể làm tan biến mọi khoảng cách, không ngại thay đổi. Mỗi chúng ta đều có thể thay đổi để tốt hơn. Hãy lắng nghe những phản hồi của đối phương và điều chỉnh bản thân để cả hai cùng nhau tiến về phía trước. Đúng 7 ngày tới này, tuổi Giáp Dần cần tận dụng sự tương sinh của ngũ hành để hòa giải và hàn gắn tình yêu. Sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ là chìa khóa vàng để bạn giữ gìn và phát triển hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Hãy để trái tim dẫn dắt và tạo nên một tình yêu đong đầy trọn vẹn. Xét về phương diện sức khỏe, đúng 7 ngày tới, cho người tuổi Giáp Dần. Tinh thần và sức khỏe là trọng tâm, đúng 7 ngày tới là một giai đoạn mà người tuổi Giáp Dần cần đặt sức khỏe lên hàng đầu, đặc biệt là về mặt tinh thần. Sự ảnh hưởng của thiên đức hung tinh đã mang đến những tác động tiêu cực đến trạng thái tâm lý và sức khỏe tổng thể của bạn. Sự căng thẳng kéo dài và mệt mỏi do áp lực từ công việc và cuộc sống có thể làm suy yếu cả cơ thể lẫn tinh thần, khiến bạn trở nên dễ tổn thương hơn. Chìa khóa để vượt qua giai đoạn này chính là việc học cách buông bỏ những lo âu phiền muộn. Đôi khi những nỗi lo dồn nén khiến bạn cảm thấy bất an, mất ngủ hoặc suy giảm sức khỏe. Nhưng hãy nhớ rằng, lo lắng không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm tâm trí của bạn thêm rối ren. Hãy dừng lại, tĩnh lặng và để cho trái tim, tâm trí của bạn nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc sẽ giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt hơn để xử lý các vấn đề vào ngày hôm sau. Một lời khuyên dành cho bạn là hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ điện thoại hoặc máy tính có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến tâm trí bạn thêm căng thẳng. Thay vào đó, hãy dành thời gian thư giãn, đọc sách hoặc ngồi thiền để tinh thần được thư giãn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Không chỉ tinh thần, cơ thể của bạn cũng đang có những dấu hiệu cảnh báo. Nhị hắc tinh nhập cung chính bắc cảnh báo những nguy cơ về sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong thời điểm này. Bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Việc lơ là hoặc không quan tâm đúng mức đến thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến tái phát các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc hệ tiêu hóa. Đây là những vấn đề mà bạn đã gặp phải trong quá khứ và có khả năng quay trở lại nếu không được chăm sóc cẩn thận. Chế độ ăn uống là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Hãy ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng, hạn chế thức ăn nhanh và các món có nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên duy trì việc vận động tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện tinh thần. Một cơ thể khỏe mạnh luôn là nền tảng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong những lúc sức khỏe không được ổn định. Người tuổi Giáp Dần cần nhớ tới một bài học quý báu từ triết lý Phật giáo: tâm an vạn sự an. Tâm trí của bạn chính là cội nguồn của mọi cảm giác về sức khỏe và hạnh phúc. Nếu bạn biết giữ gìn tâm trí thanh tịnh, mọi lo âu mệt mỏi trong cuộc sống sẽ dần tan biến. Đừng để những gánh nặng tinh thần khiến bạn sa sút. Về cả thể chất lẫn tinh thần, Phật dạy rằng chúng ta thường lo lắng về những điều chưa xảy ra hoặc đã qua, nhưng thực ra hiện tại mới là quan trọng nhất. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đặt niềm tin vào khả năng của bản thân và luôn duy trì tâm trí sáng suốt khi biết dừng lại. Hít thở sâu và để mọi phiền muộn tan biến theo làn hơi thở. Bạn sẽ tìm thấy sự bình an và vững vàng trong lòng mình. Thời điểm này dù phải đối diện với nhiều khó khăn về sức khỏe, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, nhưng bạn hoàn toàn có thể vượt qua được. Đừng quên rằng sức khỏe không chỉ là trạng thái không có bệnh tật, mà còn là sự cân bằng giữa cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp bạn có đủ sức mạnh để bảo vệ cơ thể cũng như tạo nên một sức khỏe vững vàng hơn bao giờ hết. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Trong thời điểm này mang đến cho tuổi Giáp Dần nhiều suy ngẫm,
Về công việc và cuộc sống, Thiên Đức nhập cung khiến tinh thần của bạn trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị sao lãng bởi những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh. Dù vậy, không thể phủ nhận khả năng và sự quyết đoán của bạn trong các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc khi đưa ra quyết định mà bỏ qua ý kiến của người khác. Về công việc trong thời điểm này, sẽ có một số thử thách đòi hỏi bạn cần giữ tinh thần lạc quan và kiên nhẫn. Những rắc rối có thể xuất phát từ việc bạn không lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp khiến tình hình trở nên căng thẳng. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để mở lòng đón nhận những góp ý chân thành. Điều này không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ mà còn giúp công việc thuận lợi hơn. Tình hình tài chính trong thời điểm này không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tiền bạc, nhất là không nên chi tiêu vượt quá khả năng hay dính vào các khoản vay mượn. Tập trung vào các kế hoạch dài hạn, hạn chế tiêu xài không cần thiết sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định về mặt tài chính. Trong vấn đề tình duyên, sự nhạy cảm của bạn trong thời điểm này có thể làm nảy sinh những hiểu lầm nhỏ với người thương, nhưng đừng lo lắng, đây là cơ hội để cả hai cùng nhau trò chuyện và giải tỏa những khúc mắc. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ mối quan hệ của bạn phát triển theo hướng tích cực nếu như biết lắng nghe và cảm thông. Tiếp theo là tử vi tức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Bước sang thời điểm này, năng lượng của tuổi Giáp Dần trở nên tích cực hơn, bạn cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định của mình. Kiếp tài nhập mệnh có thể mang đến một số thách thức, nhưng đây cũng là lúc bạn thể hiện được bản lĩnh và sự sáng suốt. Hãy giữ vững tinh thần chiến đấu và đừng để những khó khăn tạm thời làm lung lay ý chí của mình. Công việc trong những ngày này có phần khởi sắc, những kế hoạch dang dở từ trước đó có thể được hoàn thành tốt hơn nhờ sự hợp tác từ đồng nghiệp. Nếu bạn biết cách làm việc nhóm, lắng nghe và chia sẻ ý kiến, kết quả sẽ đáng mong đợi. Tuy nhiên, đừng quên giữ một thái độ khiêm tốn, tránh tạo ra sự kiêu ngạo không cần thiết trong mối quan hệ công việc. Về phương diện tình cảm, những cặp đôi đã có mối quan hệ lâu dài nên dành thời gian chia sẻ và hâm nóng tình cảm. Sự thấu hiểu và đồng cảm sẽ là chìa khóa giúp giải quyết những căng thẳng có thể nảy sinh. Với những người độc thân, đây có thể là thời điểm thích hợp mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Đừng e ngại, hãy tin vào duyên số. Vấn đề tài chính trong thời điểm này vẫn cần được chú trọng. Dù có những cơ hội đầu tư hấp dẫn, bạn vẫn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định, tìm hiểu kỹ lưỡng và lên kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, không nên dồn toàn bộ tài sản vào một lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Quý khán giả thân mến, đời người khác nhau, chỉ ở một ý niệm tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc. Vô tình nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người. Xuân cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Trong cuộc sống không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa thế nào mà thôi. Đời người ra sao, chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm từ bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất. Không cần phải mượn tay người khác, bản tâm thiện thì hưởng phúc báo, tâm ác tự khắc nhận ác báo. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới những điều thiện. Mệnh số tự khắc có phúc báo, nhưng nếu tâm sinh ác làm ra những điều xấu xa, ác báo tự khắc tìm đến rất lâu. Cuộc đời ra sao do chính ta quyết định. Trong thực tế, tất cả những rắc rối khiến chúng ta muộn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo, cố chấp, không chịu buông tay. Nhưng một khi chúng ta quyết định buông bỏ, ta cũng sẽ không mất đi cái gì. Thứ duy nhất mà ta mất chính là nỗi muộn phiền kia. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về cùng một sự vật, sự việc, hay cùng một câu nói, sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân để dù có gặp phải bất cứ chuyện gì khiến mình phiền lòng cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương khiến bản thân trở nên mềm yếu. Vì thế đừng vội vã chạy ngay đến với thành công, thay vào đó hãy bước từng bước chậm rãi, chắc chắn ngay từ đầu để nửa chừng không có bất kỳ trắc trở nào. Khi bạn tự tin vào chính mình, thành công sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Cuộc sống này vốn luôn đầy đủ các vị đắng, cay, ngọt, chua, chát, đi hay ở, nắm lấy hay từ bỏ, ân oán hay quên đi. Chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của mỗi con người. Chính vì vậy khi ta quyết định một việc gì đó, hãy bỏ tâm sức ra, suy nghĩ nhiều hơn,
Nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự cố gắng của mình. Đừng vì chưa thấy kết quả mà đã vội vàng chán nản từ bỏ, và cũng đừng cho rằng thành công là do số trời ban tặng mà không cần làm gì cả. Người há miệng chờ sung sẽ chẳng bao giờ tới đích. Người thành công là người ngã nhiều nhất. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.